bình ngô đại cáo việc nhân nghĩa cốt ở yên dân quân điếu phạt trước lo trừ bạo như nước đại việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu nước non bờ cõi đã chia phong tục bắc nam cũng khác từ triệu đinh lý trần Bao đời xây nền độc lập Cùng hán đường tống nguyên Mỗi bên hùng cứ một phương Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau song hào kiệt thời nào cũng có Cho nên Lưu cung tham công nên thất bại Triệu tiết chí lớn phải vong thân cửa hàm tử bắt sống toa đô sông bạch đằng giết tươi ô mã việc xưa xem xét chứng cứ còn ghi vừa rồi nhân họ hồ chính sự phiền hà để trong nước lòng dân oán hận quân cuồng minh thừa cơ gây loạn bọn gian tà còn bán nước cầu vinh nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế gây thù kết oán trải mấy mươi năm bại nhân nghĩa nát cả đất trời nặng thuế khóa sạch không đầm núi người bị ép xuống biển còng lưng mò ngọc ngán thay cá mập thuồng luồng kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng khốn nỗi rừng sâu nước độc vét sản vật bắt giò chim xả trốn trốn lưới răng nhiễu nhân dân bắt bẫy hươu đen nơi nơi cạm đặt Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ Nheo nhóc thay kẻ quá bụa khốn cùng Thằng há miệng Đứa nhe răng Máu mỡ bấy no nê chưa chán Nay xây nhà Mai đắp đất Chân tay nào phục dịch cho vừa Nặng nề những nỗi phu phen tan tác cả nghề canh cười độc ác thay chúc nam sơn không ghi hết tội dơ bẩn thay nước đông hải chẳng rửa sạch mùi lòng người đều cắm giận trời đất chẳng dung tha ta đây núi lam sơn giấy nghĩa trốn hoang dã nương mình Ngấm thù lớn, há đội trời chung, Cầm giặc nước, thề không cùng sống. Đau lòng nhức óc chốc đà mười mấy năm trời, Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh, ngẫm trước đến nay lẽ hưng phế đánh đo càng kỹ những chằn chọc trong cơn mộng mị chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi vừa khi cờ nghĩa giấy lên chính lúc quân thù đang mạnh lại ngặt về tuấn kiệt như sao buổi sớm nhân tài như lá mùa thu Việc buôn tàu thiếu kẻ đỡ đần Nơi duy ác hiếm người bàn bạc Tấm lòng cứu nước vẫn đăm đăm muốn tiến về đông Cỗ xe cầu hiền thường chăm chấm còn dành phía tà Thế mà trong người người càng vắng bóng mịt mù như nhìn trốn bể khơi tự ta ta phải dốc lòng vội vã hơn cứu người chết đói phần vì giận quân thù ngang ngược phần vì lo vận nước khó khăn khi linh sơn lương hết mấy tuần lúc khôi huyện quân không một đội trời thử lòng trao cho mệnh lớn ta gắng trí khắc phục gian nan nhân dân bốn cõi một nhà dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới tướng sĩ một lòng phụ tử hòa nước sông chén rượu ngọt ngào thế trận xuất kỳ lấy yếu chống mạnh dùng quân mai phục lấy ít địch nhiều trộm hay đem đại nghĩa để thắng hung tàn lấy trí nhân để thay cường bạo trận bồ đằng sấm vang chớp giật miền trà lân chúc trẻ cho bay sĩ khí đã hăng quân thanh càng mạnh trần trí sơn thọ nghe hơi mà mất vía lý an phương chính nín thở cầu thoát thân thừa thắng đuổi dài tây kinh quân tắc chiếm lại tuyển binh tiến đánh đông đô đất cũ thu về ninh kiều máu chảy thành sông tanh hôi vạn dặm tụy động thầy chất đầy nội nhớ để ngàn năm phúc tâm quân giặc trần hiệp đã phải bêu đầu mọt gan kẻ thù lý lượng cũng đành bỏ mạng vương thông gỡ thế nguy mà đám lửa cháy lại càng cháy mã anh cứu trận đánh mà quân ta hăng lại càng hăng bó tay để đợi bại vong giặc đã trí cùng lực kiệt chẳng đánh mà người chịu khuất ta đây mưu phạt tâm công tưởng chúng biết lẽ ăn năn nên đã thay lòng đổi dạ ngờ đâu vẫn đương mưu tính lại còn chuốc tội gây oan giữ ý kiến một người gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác tham công danh một lúc để cười cho tất cả thế gian bởi thế, thằng nhãi con tuyên đức động binh không ngừng, đồ nhút nhát thạnh thăng đem dầu chữa cháy. Đinh mùi tháng 9, liễu thăng đem binh từ khâu ôn kéo lại. Năm ấy tháng 10, Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang. Ta Trước đã điều binh thủ hiểm Chặt mũi tiên phong Sau lại sai tướng chẹn đường Tuyệt nguồn lương thực Ngày 10 tháng 8 Trận chi lăng Liễu thăng thất thế Ngày 20 Trận mã yên Liễu thăng cút đầu Ngày 25 Bá tước lương minh Đại bại tử vong Ngày 28 Thượng thư Lý Khánh Cùng kế tự vẫn thuận đà Ta đưa lưỡi dao tung phá Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau Lại thêm quân bốn mặt vây thành Hẹn đến giữa tháng 10 diệt giặc Sĩ tốt kén người hùng hồ, Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh Gươm mải đá Đá núi cũng mòn Voi uống nước Nước sông phải cạn đánh một trận sạch không kinh ngạc đánh hai trận tan tác chim muông cơn gió to chút sạch lá khô tổ kiến hồng sụt toang đê vỡ đô đốc thôi tụ lê gối dâng tờ tạ tội thượng thư hoàng phúc trói tay để tự xin hàng lạng giang lạng sơn thay chất đầy đường Sương giang, bình than, máu trôi đỏ nước. Ghê gớm thay, sắc phong vân phải đổi. Thảm đạm thay, ánh nhật nguyệt phải mờ. Bị ta chặt ở Lê Hoa, quân Vân Nam nghi ngờ khiếp vía mà vỡ mật. Nghe thăng thua ở cần chạm quân Mộc Thạnh xéo lên nhau chạy để thoát thân. Suối lãnh câu máu chảy thành sông, nước sông nghẹn ngào tiếng khóc. Thành đan xá thay chất thành núi, cỏ nội đầm đìa máu đen. Cứu binh hai đạo tan tành quay gót chẳng kịp, quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng tướng giặc bị cầm tù Như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng Thần vũ chẳng giết hại Thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh Mã kỳ phương chính Cấp cho 500 chiếc thuyền Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc Vương thông Mã anh phát cho vài nghìn cỗ ngựa về đến nước mà vẫn tim đập chân run họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng ta lấy toàn quân là hơn để nhân dân nghỉ sức chẳng những mưu kế kỳ diệu cũng là chưa thấy xưa nay xã tắc từ đây vững bền giang sơn từ đây đổi mới càn khôn bĩ rồi lại thái nhật nguyệt hối rồi lại minh ngàn năm vết nhục nhã sạch lầu muôn thuở nền thái bình vững chắc âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ tha nôi một cỗ nhung y chiến thắng nền công oanh liệt ngàn năm bốn phương biển cả thanh bình ban chiếu duy tân khắp trốn xa gần bá cáo ai nấy đều hay